Chỉ với một chiếc đèn khò sau một thời gian nhất định đã biến thịt gà đông lạnh nhập khẩu thành thịt đà điểu giá rẻ gắn mác đặc sản ba vì. Đây chính là thủ đoạn của các thương lái đang làm để kiếm lời từ món ăn này. Với mức giá chỉ 85.000 đồng 1 kg, loại thịt được thương lái quảng cáo là thịt đà điểu ba vì hiện được nhiều người ưa chuộng. Trong khi đó, thịt đà điểu đông lạnh được đóng gói sẵn với tem nhãn xuất xứ rõ ràng cũng có giá khoảng 230.000 đồng 1 kg. Thực tế thì thịt đà điểu giá rẻ chính là thịt gà đông lạnh nhập khẩu để dã đông rửa kho vàng phần da. Bán loại thịt này vừa kiếm lời mà lại dễ tiêu thụ. Để đảm bảo quyền lợi cũng như sức khỏe của bản thân, gia đình, người tiêu dùng nên tìm mua thịt đà điểu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Ở những cơ sở uy tín không nên tham rẻ mà mua hàng trôi nổi trên thị dựa trường để rồi tiền mất tật mang.